Xin chào mọi người. Hôm nay cửa hàng móng cái Green tiếp tục lên một cái video giới thiệu với các bạn một cái chiếc máy phun thuốc bảo vệ thực vật của hãng Honda các bạn nhé. Hàng siêu cấp VIP Pro luôn, Honda, cực kỳ đẹp luôn. Mã là WRR2215. Nó sử dụng động cơ là GX22 các bạn nhé. GX22 của Honda, hàng Nhật bãi đã qua sử dụng, còn rất là đẹp luôn, đẹp xuất sắc, mới keng xe beng luôn, tuyệt vời luôn. Bơm ti áp các bạn nhé, bơm ti áp cực kỳ đẹp luôn, zin nguyên bản luôn các bạn nhé. Đầy đủ phụ kiện, liền lạc, khá là ok, xuất sắc luôn. Đây là ba lô phía đằng sau của nó các bạn nhé, dây đeo, tuyệt vời luôn, tuyệt vời ông mặt trời. Tem cảnh báo rồi là mã số chiếc ở đây là rất là ok. Nắp bình đựng thuốc đây. Đấy, có lọc rác đầy đủ, khá ok. Bình này cũng khá to, 16 lít các bạn nhé. Bình 16 lít. Bơm ti áp. Đấy, bơm ti áp đây các bạn này. Bơm ti áp các bạn nhé. Khá ok. Chúng ta có thể sử dụng con này để bơm khoảng 3-4 pack, 3-4 bét nước. Khá ok rồi. Sử dụng cho gia đình con này thì siêu bền luôn. Động cơ Honda thì nó là một loại động cơ siêu bền, siêu tiết kiệm nhiên liệu, rất là dễ nổ và tiếng nổ rất là êm. Nó không gắt như là một số loại động cơ hai thì. Thiết kế của nó là khá là trông khá là đẹp. So với lại một số các cái loại máy phun thuốc khác thì con Honda này thiết kế khá là đẹp luôn. Nó thiết kế khá là ok và cái độ nguyên vẹn của nó còn khá là cao. Khá là cao các bạn nhé. Dây điện và dây ga thì được luồn ở trong cái ống ruột gà khá to này. Đấy, ga đây các bạn này. Ga đây. Công tắc ở đây. Công tắc tắt mở đây. Tuyệt vời. Nó sử dụng động cơ 4 thì cho nên là xăng riêng, nhớt riêng các bạn nhé. Chúng ta không phải pha nhớt. Loại này, loại động cơ này thì là khá là phổ biến của Honda rồi. Honda GX22. 22 và 31 thì là cái form thiết kế giống nhau các bạn nhé. Còn GX Honda 25, GX25 và GX35 thì là nó form nó giống nhau, khác nhau công suất thôi. GX22 và GX31 thì form nó giống nhau. Để mà sử dụng một cái con máy phun thuốc như này thì đối với một cái động cơ GX22 này là dư sức rồi các bạn nhé. Chúng ta không phải năn tăn cái chuyện động cơ lớn nhỏ, bởi vì là nó này nó thiết kế đồng bộ rồi, của nhà sản xuất rồi, cho nên chúng ta sử dụng nó rất là ok, đạt hiệu quả cao, siêu bền, tiết kiệm nhiên liệu. Nó tum rời, những cái động cơ này nó tum rời, côn nhỏ tum rời, cho nên là chúng ta sau này chúng ta muốn tháo cái động cơ ra để chúng ta lắp vào cái máy cắt cỏ, hoặc chúng ta lắp vào các máy khác, máy bơm khác cũng ok, hoặc là chúng ta thay thế cái động cơ khác vào đây thì cũng là rất là thuận lợi, bởi vì là nó tum rời, chúng ta tháo lắp rất dễ dàng. Sau đây mình sẽ test nổ cái máy cho các bạn tham khảo một chút. Động cơ Honda cho nên là nó rất là dễ nổ, mà tiếng nổ nó rất là êm, rất êm, rất nhẹ. Đây là garanti để hơi cao một chút, nếu chúng ta mà giảm garanti đi một chút đó, thì là tiếng nổ nó như là mèo thở luôn. Tuyệt vời. Tuyệt vời các bạn nhé. Rất dễ nổ. Công tắc đây nhá. Máy rất dễ nổ các bạn ạ. Trẻ con dẫn nổ nè. Học sinh mẫu giáo dẫn nổ nhá. Tuyệt vời nhá.
Bạn nào mà cảm thấy ưng ghét con máy này thì liên hệ ngay với mình qua số Zalo 0983 804 084 để đặt mua hàng nhá. Giá và sản phẩm và số điện thoại để mua hàng thì mình luôn ghi ở phần mô tả video. Đấy. Rồi ok, lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nhá.